Hello, mình là Trùn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Trong video của ngày hôm nay, chúng mình muốn chia sẻ suy nghĩ về một bộ phim vô cùng độc đáo đến từ vị đạo diễn tinh quái và dị hợm nhất làng điện ảnh Hollywood, Tim Burton. Khác biệt so với phong cách làm phim thông thường của ông, hơi ma mị, u ám, chúng ta sẽ đến với con cá lớn của làng điện ảnh, Big Fish, bộ phim hiếm hoi mang màu sắc tươi sáng và kỳ ảo. Video này sẽ tiết lộ nội dung của phim, nên nếu bạn chưa xem Big Fish thì hãy xem phim và quay trở lại với chúng mình nhé. Nếu như ai là fan của Tim Burton đều sẽ biết rằng, vị đạo diễn tài ba này vừa có tài làm thơ, viết văn, thậm chí đã từng làm họa sĩ cho hãng Disney, lại vừa có thể làm đạo diễn và sản xuất phim ảnh. Một điểm đặc biệt nữa là những bộ phim ông làm vừa có màu sắc tăm tối, rùng rợn như The Nightmare Before Christmas, Edward Scissorhands, nhưng cũng không thiếu những tác phẩm mang đậm phong cách cổ tích, giả tưởng như Charlie and the Chocolate Factory hay Alice in Wonderland. Và cũng theo thể loại giả tưởng với những nhân vật có phần quái dị, cũng là cái thế giới đầy màu sắc cổ tích, vẫn là những tình tiết mộng mị quen thuộc. Nhưng có một bộ phim của Tim Burton đã đi ngược lại với phong cách làm phim quen thuộc của ông, đã khiến cho biết bao khán giả phải ngạc nhiên thốt lên. Đây là phim của Tim Burton ư? Đó chính là Big Fish, con cá lớn của làng phim điện ảnh. Người ta nói rằng, Big Fish là bộ phim hiếm hoi không có màu sắc tăm tối, u ám thường thấy trong phim của Tim Burton, và nó cũng là bộ phim có thể bứt ra khỏi thể loại phiêu lưu kỳ ảo đơn thuần chỉ dành cho trẻ thơ như Alice in Wonderland để đem lại những giá trị nhân văn sâu sắc đến mọi đối tượng khán giả. Big Fish là câu chuyện kể về người đàn ông tên Edward Bloom được nhiều người yêu mến bởi những câu chuyện phiêu lưu của cuộc đời mình. Từ thị trấn nhỏ Alabama, chàng trai trẻ Edward thích ngao du đã có một cuộc hành trình phiêu lưu từ miền đất đầy mộng mơ tên Spectre đến rạp xiếc, nơi mà anh gặp được người thương, rồi là doanh trại tại Triều Tiên. Trong những câu chuyện của anh luôn có những nhân vật phi thường như người khổng lồ, mụ phù thủy một mắt, cặp sinh đôi dính liền, người sói và những chiến công kỳ ảo. Đặt câu chuyện trên cái nền của một mối quan hệ cha con đang đi vào ngõ cụt giữa Edward Bloom và Will Bloom. Và rồi lại đặt nó trên ranh giới giữa sự sống và cái chết đang vô cùng mong manh của Edward khi ông đã ở vào những năm tháng gần đất xa trời của cuộc đời. Những giá trị của câu chuyện đã được nâng lên một tầm cao mới. Những câu chuyện kỳ ảo của Edward đã du người con trai William Bloom của mình vào những giấc ngủ êm đềm. Nhưng khi lớn lên, càng tiếp xúc với thế giới, William lại càng nghi ngờ cha mình. Anh cho rằng ông cả đời chỉ biết kể chuyện bịa. Thậm chí anh đã từng nghĩ rằng cha mình dùng những câu chuyện nửa thực nửa hư để che giấu những sự thật đáng thất vọng. Đỉnh điểm, vào ngày cưới của Will và người vợ Josephine, khi một lần nữa nghe cha mình kể câu chuyện về con cá lớn ngay tại bữa tiệc, Will đã nổi giận và từ đó không nói chuyện với cha trong suốt 3 năm trời. Chỉ đến khi hay tin cha đang hấp hối, anh mới cùng vợ trở về bên cha, lại một lần nữa kiên nhẫn ngồi xuống nghe câu chuyện của cha kể và cuối cùng là viết tiếp cái kết cho câu chuyện hoang đường này. Tình cảm cha con được khắc họa trong phim như bước ra từ đời thật với những câu chuyện cổ tích mà hàng đêm ba mẹ kể con nghe. Những màu sắc huyền ảo đó như những hạt cát trên biển qua năm tháng kết lại thành viên ngọc trai sáng giá, trở thành hành trang cho con bước vào đời, góp phần tạo nên nhân cách người con lúc trưởng thành. Cũng chính vì thế mà tâm hồn của hai cha con có sự gắn kết đồng điệu, trở thành tình cảm thiêng liêng và ấm áp nhất trong 12 mối lương duyên ở đời. Khi xem bộ phim này, chúng ta cảm thấy tình cha con chân thật là thế, gần gũi đến vậy. Ắt hẳn bởi vì đây là một tác phẩm dựa trên trải nghiệm và câu chuyện cá nhân của cả bộ ba, nguyên tác, biên kịch và đạo diễn. Big Fish vốn dĩ ban đầu là cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản vào năm 1998 của nhà văn Daniel Wallace. Tình cảm cha con trong cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia này được gợi nguồn cảm hứng bởi chính gia đình của ông. Nguyên mẫu Edward Bloom hào hoa trong phim chính là cha của Wallace, một người đàn ông đã luôn dùng sự hào hoa của mình để giữ khoảng cách với người khác. Motif phiêu lưu kỳ ảo trong bộ phim có vai trò thúc đẩy câu chuyện của Edward và cả chính sự nỗ lực tìm ra sự thật của Will. Như Wallace đã giải thích, trong khi người cha mong muốn kiếm tìm một câu chuyện vĩ đại về con cá vàng, thì người con lại chỉ muốn được khui ra những sự thật đằng sau nó. Sau này, biên kịch John August khi tiếp xúc với câu chuyện đã tìm thấy chính mình trong đó. Thời học cao đẳng, cũng giống như nhân vật Will, August muốn cố gắng tìm hiểu về cha mình trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, nhưng cảm thấy điều này thực sự quá khó khăn. Lúc đó, August cũng đang học ngành báo chí và cũng ở độ tuổi 28, y hệt như nhân vật Will trong phim. Lời thoại mà Will nói về bố, tôi không thấy bản thân tôi trong bố và tôi cũng không nghĩ ông ấy sẽ thấy bản thân ông trong tôi. Chúng tôi chỉ như hai kẻ xa lạ, hiểu rõ về nhau mà thôi. Đó chính là sự phản chiếu chân thật nhất mối quan hệ của August với cha mình. Đạo diễn Tim Burton cũng không phải là ngoại lệ, bởi ông chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với bố mẹ. Nhưng cái chết của người cha vào cuối năm 2000 và đám tang của người mẹ vào đầu năm 2002 đã tác động sâu sắc tới suy nghĩ của ông. Để rồi đến năm 2003, ông cho ra đời một tác phẩm về tình cảm cha con động lòng người, vừa thể hiện sự hối tiếc và day dứt
nhưng cũng kịp thời nói lời tạm biệt trọn vẹn cuối cùng với người cha của mình. Tim Burton chia sẻ, bố tôi lâm bệnh một thời gian. Tôi đã cố gắng kết nối với ông ấy, đã cố gắng tìm cách hòa giải như trong bộ phim này, nhưng thực sự nó là điều không thể. Và rồi khi bố mất, mặc dù không thực sự gần gũi với ông, nhưng nó đã là một khoảng thời gian tồi tệ với tôi. Nó khiến tôi suy nghĩ lại và nghĩ về quá khứ. Nó là một thứ gì đó rất khó giải thích, nhưng khi kịch bản này đến tay tôi, nó đã thực sự giải quyết được vấn đề. Khi làm bộ phim này, cảm xúc của tôi như đã thực sự được giải phóng. Bởi vì tôi đã có thể đối mặt trực tiếp với những thứ cảm xúc đó mà không phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Và có lẽ nếu như đó không phải là Tim Burton, nếu như không phải là vào đúng thời điểm nhạy cảm ấy, thì ta đã không có một Big Fish chân thật, gần gũi và động lòng người đến thế. Bởi có một sự thật là, ban đầu nhà sản xuất muốn tìm đến Steven Spielberg, nhưng sau đó ông đã từ chối để chuẩn bị cho Catch Me If You Can. Kịch bản vốn dĩ đã được sửa lại để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn Steven, nhưng khi giao nó cho Tim, nó đã được trở về như ban đầu. Thực sự đúng là một cái duyên vì khi đi hết một vòng, cuối cùng câu chuyện phiêu lưu của cha con nhà Bloom đã trở về với vị đạo diễn tinh quái và dị hợm nhất làng điện ảnh Hollywood. Nếu cá vàng chỉ sống trong bát nước, chúng sẽ mãi mãi là cá nhỏ. Nhưng nếu bơi ra biển, kích thước của chúng sẽ tăng gấp 2 đến gấp 3 lần. Đó là bài viết về loài cá này trong cuốn bách khoa toàn thư mà Edward Bloom say mê đọc từ nhỏ. Và rồi cả cuộc đời, cậu đã sống y như loài cá vàng ấy. Không chịu bó mình trong bát nước nhỏ mà đã vươn mình ra biển lớn để được thỏa sức vẫy vùng và khám phá thế giới. Hình tượng con cá lớn trong bộ phim đâu chỉ là một hình ảnh gợi tả thông thường, mà sâu xa hơn, nó chính là ẩn dụ của người bố và của những giá trị mà bộ phim muốn đem lại. Người bố cả một đời sống như con cá lớn giữa lòng đại dương, đã đi qua biết bao thăng trầm, lập hết bao nhiêu chiến công cho đời. Không chịu chôn chân ở một mảnh đất nào, dù là quê nhà thân thuộc hay miền đất hứa Spectre, Edward Bloom đã lăn xả vào cuộc sống với những lấm lem bùn đất để tìm kiếm mục đích sống của chính mình. Không quản ngại làm những công việc từ nhỏ nhặt nhất như lau dọn, cũng không bao giờ toan tính khi giúp đỡ người khác. Cả một đời sống nghĩa hiệp như một đấng quân tử. Có lẽ, Edward Bloom khi trở về với cát bụi đã có thể tự hào với những gì mà mình làm được. Câu chuyện của ông gửi gắm ở đó biết bao thông điệp đắt giá, đã truyền cho người xem động lực tích cực để họ dũng cảm bước chân ra biển lớn. Đúng vậy, con người không thể cứ an phận nấp mãi bên cái ao gia đình nhỏ bé. Con người cần phải tự mình bơi ra biển lớn xã hội để lớn dần lên. Chính trong quá trình đó, con người mới có thể được chui rèn, mài giũa để trở nên sắc bén, gai góc và không gì có thể đánh bại. Sắc bén và gai góc là thế, xã hội rộng lớn nhưng cũng chứa đầy hiện thực nghiệt ngã tăm tối là vậy. Nhưng Big Fish lại không dạy con người ta trở nên thực tế đến đắng cay, cũng không nói về những bi quan, tiêu cực trong đời sống. Trái lại, bộ phim lại đưa ra một gợi ý nho nhỏ. Hay là mình dùng trí tưởng tượng phong phú, viết nên một sự thật khác, không phải cố tình tẩy trắng tô hồng mà đơn giản chỉ là mong muốn biến mọi thứ trở nên tích cực, đẹp đẽ, khiến con người ta thêm tin tưởng, thêm yêu thương. Tim Burton đã dùng một câu để khái quát về Big Fish. Big Fish là một bộ phim về sự đối lập giữa hiện thực và kỳ ảo, về những gì đúng và không đúng, về những gì đúng một phần và cuối cùng thì, bằng một cách nào đó, nó đều trở nên đúng đắn. Và đúng như thế, tất cả những tình tiết vừa hư vừa thực trong câu chuyện, khi ngẫm lại, đều cảm thấy nó có chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thuở nhỏ, Edward dũng cảm đến gặp mụ phù thủy có một mắt thần kỳ và có khả năng báo trước cái chết của bất kỳ ai nhìn vào nó. Cậu bé Edward Bloom đã biết trước cái chết của mình, nhưng trái lại không hề sợ hãi, cũng không nhu nhược sống một cuộc đời tẻ nhạt. Cậu không e sợ bất kỳ điều gì mà cứ thế dũng cảm dấn thân làm tất cả những gì mình muốn với tất cả sự lạc quan, cuồng nhiệt và đam mê. Bởi vì thứ gì càng khó khăn thì khi đạt được nó lại càng hạnh phúc. Như một câu châm ngôn, hãy sống làm sao cho khi bạn chào đời thì ai cũng cười và khi bạn mất đi thì ai cũng khóc. Chúng ta không thể trốn tránh cái chết, nhưng nếu ta sống hết mình cho cuộc đời thì dù kết quả có như thế nào, dù ta có phải hy sinh thì ta vẫn có thể tự hào vì những gì ta làm được. Đám tang của Edward Bloom với đầy đủ những người thân yêu, dù là ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ khi nào, họ cũng đều quay trở về để tiễn đưa. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy thế nào là một cuộc đời đáng sống. Thị trấn Spectre trong câu chuyện của Ed là một thiên đường nơi mặt đất với những thảm cỏ xanh mượt, con người thì xinh đẹp hòa nhã, cuộc sống chỉ biết đến hát ca, nhảy nhót vui đùa. Đó là nơi mà con người ta có thể thoải mái để chân trần để cảm nhận hết cái tinh túy trong lành của mặt đất. Spectre chính là tượng trưng cho một thế giới hoàn hảo, một sự cám dỗ níu chân con người ta ở lại mà quên đi nhiệm vụ trước mắt. Sự rời đi của Edward Bloom khi sực nhớ ra con người bạn đang đợi mình cùng nhiệm vụ phải hoàn thành phía trước chính là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng con người ta phải biết vượt lên cám dỗ nhất thời.
Và rồi khi đứng trước hiện thực khốc liệt của cuộc sống, chúng ta sẽ chọn tin vào điều gì? Sẽ chọn cách nhìn cuộc đời này bằng con mắt ái oán, cảm thán, hay sẽ thi vị hóa nó lên bằng những câu chuyện bông đùa vô thường vô phạt? Vào ngày đứa con thân yêu sinh ra, khi không thể có mặt với nó trong giây phút thiêng liêng ấy vì gánh nặng của công việc, của cuộc sống, phải chăng hãy kể cho nó nghe rằng lý do ta không thể đến kịp là vì chiều hôm ấy bố đã bắt được một con cá to khủng khiếp với duy nhất một miếng mồi câu là một chiếc nhẫn. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đứa con ấy sẽ lớn lên với niềm tin rằng không phải mình bị bỏ quên mà bởi vì bố của mình đích thực là một siêu anh hùng mà mình ngưỡng mộ. Có một câu nói được đọc trong cuốn Mặt trời trong tim của tác giả Bách Bang Ni mà bản thân mình luôn tâm đắc. Không phải không nhìn thấy sự tối tăm, u ám mà là tình nguyện tìm kiếm và khát vọng những điều tốt đẹp. Mình tin rằng đây cũng là thông điệp mà bộ phim muốn hướng tới và cũng là điều mà Ed hay bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn con mình hiểu được. Hãy biết ước mơ và đừng bao giờ nhìn cuộc sống một cách quá cứng nhắc. Hãy dũng cảm sống, dũng cảm yêu và hãy giữ vững nguyên tắc của bản thân, luôn giúp đỡ những người xung quanh và đặc biệt hãy làm một người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ con. Tình yêu trong bộ phim này được khắc họa nhẹ nhàng, lãng mạn với khung cảnh màu sắc ấm nóng của rừng hoa vàng như trong bất kỳ câu chuyện cổ tích nào. Thế nhưng, Big Fish không hề có chủ đích lãng mạn hóa tình yêu mà đơn giản bộ phim chỉ mong muốn thông qua những thủ pháp nghệ thuật này có thể khiến cho mối tình giản dị giữa Edward và người vợ Sandra trở nên thi vị nhiều màu sắc. Bởi lẽ, chuyện tình cảm của họ cũng giống như bao chuyện tình bình thường khác, cũng bị thực tế của cuộc sống chia cách, không phải lúc nào cũng được ở bên người mình yêu thương. Vì đi theo tiếng gọi của ước mơ, Edward đã phải xa vợ con trong một khoảng thời gian rất lâu, thậm chí đã từng bị chính con trai nghi ngờ ông có nhân tình khác bên ngoài. Chuyện tình của Ed và Sandra được nhen nhóm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu trên phim được thể hiện vô cùng chân thật khi mà Ed cho rằng khi bạn gặp được tình yêu của cuộc đời mình, thời gian sẽ ngừng trôi. Có lẽ đây cũng là cảm xúc tương tự của rất nhiều những cặp đôi yêu nhau khi lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, khác với những câu chuyện cổ tích thông thường, với những mối tình trong vánh, tình yêu của cặp đôi Big Fish được vun đắp theo thời gian, có những chi tiết nhỏ mà đầy ý nghĩa. Tình yêu ấy còn được thử sức bởi gian nan, bởi những thử thách mà ông chủ giáp xiếc tạo ra cho Edward. Và rồi cuối cùng khi gặp được nhau, Ed đã cầu hôn với Sandra với câu nói: anh có cả đời này để tìm hiểu em. Đúng vậy, hôn nhân không phải cái đích của tình yêu mà là nơi tình yêu bắt đầu. Hôn nhân chính là quá trình trưởng thành cùng nhau, tìm hiểu nhau và bao dung cho nhau. Bởi vậy nên, thông qua câu chuyện bắt được con cá lớn bằng chiếc nhẫn, Edward đã dạy cho con trai mình rằng đôi khi cách duy nhất để có được một người phụ nữ chính là cho cô ấy một mái ấm. Hãy trở thành chỗ dựa của cô ấy cả đời này. Đó mãi mãi là cách hiệu quả nhất. Và điều lãng mạn nhất có lẽ là khi cả hai cùng nhau già đi, dù già tới nỗi không bước đi nổi nữa, vẫn có thể trao nhau những cái nhìn âu yếm và những cái ôm ấm áp. Tác giả của video Lost in Translation đã để lại dòng cảm nghĩ khiến mình rất ấn tượng với Big Fish. Mình xin phép được trích lại lời của chị thay cho đoạn kết. Với mình, Big Fish vẫn luôn là một trong những câu chuyện tuyệt vời nhất từng được kể trên màn ảnh. Thật ra, mình nhận thấy rằng mình vẫn luôn là người bi quan. Mình tin tình yêu sẽ đi kèm với những ngộ nhận, mong muốn sở hữu và điều kiện. Mình tin rằng cuộc đời này là vô nghĩa và cũng tin rằng ai đó cũng hạnh phúc là bởi vì họ giỏi diễn tới mức tự che giấu được chính mình. Nhưng mỗi khi xem Big Fish, mình luôn tự cho phép bản thân có 2 tiếng để được tin vào tình yêu, tin vào những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, tin vào ý nghĩa của một hành động, tin vào niềm tin và đồng thời tin vào cuộc đời này cùng cách mà trí tưởng tượng đã tạo dựng nên nó một cách trọn vẹn. Vừa rồi là những chia sẻ của chúng mình về Big Fish. Các bạn có suy nghĩ gì về thông điệp tích cực và đậm tính nhân văn của bộ phim này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim, hãy subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé! Mình là Chùn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.